Đoạn túi sọt như thế nhiều. Quá nhiều. Ui, nó lòi ra này. Cả cái mảng nó khung khung này nó chỉ nuôi khoảng 6, 7, 8 quả là khủng thôi. Nhưng bây giờ chỗ này nó hơi 50 quả. Vâng. 50 quả to ấy, còn quả nhỏ hơi ngót là không tính ấy. Không tính. Tính 50 quả to đùng kia. Đấy, cả cái khoảng này nó chỉ 50 quả. Vâng, ui, còn hơn đấy anh. Mà nó dở cái rồi đánh mà nó loại quả. Thì đúng rồi, đánh nó không loại quả thật sự. Nó cứ nguyền bông đấy, chốc ra chú xem bông đấy. Trên vít mẹ vít cành rồi bà con ơi. Ui. Cái dưới này năm nay mái vẫn dư quả. Đông bê đông bánh. Cái này cây hơi dày. Hơi dày. Mà anh thử vào cây tâm canh rồi đẹp không? Đẹp không? Nên là bắt đầu từ đây. Nó phun từ đây để ra. Hơi đéo loại quả con. Ờ, nó không chia đâu. Cam. Cam cây này được phun nó này. Ừ. Vâng. Tôi bắt lại rồi. Sai quá, nhiều vườn bắt đền. Nó còn đéo dụng quả nữa. Vâng. Cuống ở lại. Vâng. Đánh là dính. Đây là cái cành em buộc cái dấu nó nguyên cả. Vâng. Đấy, em buộc cái bóng anh dấu cái dấy lên ấy. Nó có loại quả đâu. Không là quả kẹ thế chứ. Thế tỉa. Đấy. Nó ở nguyên như thế. Cái bông này lúc đánh nó như cái đầu đũa bé tí. Thế mà nó cứ nó ở nguyên mà này quả xong nó lớn rồi. Đấy đúng rồi. Nó anh nhìn đây. Đài nó vẫn còn kia mà quả nó lớn kìa. Đây này. Cái bông này nó ở nguyên. Vâng. Cái chỗ khác nó không thế đâu. Vâng. Chỗ không phun nó không thế đâu. Vâng. Ui, đài nó vẫn giữ được. Chết không? Cái này nhiều quá. Đấy, cái khu thử này là nó giữ đài này. Giữ đài. Ui dạ. Cho nên cái tỷ lệ mà nó phân tầng trái là gần như nó không có nhỉ. Đây có cây cam cái anh chuẩn bị đã. Anh lôi vòi lên anh phun thử cây này mà. Đây, nó... Ui dạ. Thoát quả. Quả dài ổn đúng không? Thoát quả đẹp. Đẹp nhỉ. Từ dưới gốc trở lên có bao nhiêu cái hoa ở nguyên bấy nhiêu cái quả. Có thể sử dụng dưới, dưới gốc không có dụng đâu. Hơi loáng thoáng. Cái cây này là nó ở cái vị trí này nó ướm. Đây này bưởi che hết nó rồi cho nên là cái nó ra cái lượng hoa nó chỉ được như này nhưng nó có bao nhiêu cái hoa thì đậu hết luôn. Thì quả nó ở lại hết đấy đấy. Còn cây ngọn nó có ánh nắng này thì đẹp. Cây ngọn nó lớn thoát hết rồi. Cây này. Này mới đánh một lần đúng không? Một lần. À, bắt đầu nó quả kẹ nó cũng phải đi rồi chứ không lấy đâu. À, đương nhiên nếu không nó chở. Không có chỗ ở chứ không phải là thức ăn đâu. Chỗ này nó là cái cây bị ướm bị bốn xung quanh bưởi nó chết. Nó chỉ có mình làm thì mình cảm nhận được không? Mình vẫn đều hết rồi đây. Đây là lọc dài đoàn rồi mà nó đoạn thắng đến mà vẫn đậu rồi. Như là anh nhìn là nó lọc này dài tầm nếu phun vào ở mức này thì ăn tâm lắm. Quả cao thành vậy. Cái lượng quả nó nhiều hơn thì hay không là mình khó biết nhưng mà biết là nó còn đéo thèm loại quả nhỏ. Nên là cái tỷ lệ dài cuống nó cao. Nó lung tung như này mình khó phân biệt là chỗ nào sai hơn chỗ nào không lắm. Đều thì nhiều thì đều sai cả. Đấy, như ở cái lứa này thì bây giờ chỉ có phun cho lớn thôi chứ còn cũng không còn sai nữa không rồi. Còn đậu nữa. Không còn đậu nữa rồi. Mẹ như thế này nhiều quá. Như cái bạn này là tiểu. Vậy chùm 4 chùm 5 này là bật đi cùng lắm thì để 3 quả đi. Để chùm 3 này thôi, chùm 3 giá trị đó. Xong người ta cắt cả chùm. Ồ, chùm nó đắt hơn 20.000 cân mà. Vâng. Quả nó bóng này cơ.
lại những cái bơm này. Đấy. Cái quai hơi thắt. Ở đây là cái sao nó biểu hiện thắt. Đây này, làm gì có bao giờ nó có cái hình quả này đâu xuống. Quả bầu dục. Nó như quả bầu. Ờ, quả bầu dục. Bớt này, đấy, như này đấy. Như cảnh này tiểu ốm nó đúng ra là cảnh này nó tham lắm mới để hai quả này thôi. Quá không, nhìn mãi không biết được tiểu quả lắm. Còn ba cái quả bông khác này là phải vặt hết đi. Thế không vặt đi để làm gì anh? Thì thôi để ban ngày hôm nào còn xem cái quả nào nó có sẹo không. Vậy nó mới trùng rốn mà nó đã bằng này rồi thì chú bảo về sau nó bằng cái ông cân đi. Làm gì nó nuôi được nhiều thế. Đầy hết tư liệu nhiều lắm. Vít mẹ ăn rồi. Vít rồi. Cái chỗ kia là vít rồi. Ừ. Quả to thế thì vít anh. Cái chỗ kia giờ thẳng rồi. Tỉa một lượt quả nhỏ đi xong sau này lại tỉa quả sẹo. Rồi. Này, chỗ này hai bông được bốn quả thì hai quả nở sau này này cho đi. Đây được một chùm ba rồi. Ba quả đều nhau này. Người ta mẹ mong đéo được mình đây vật bớt đi. Nhưng tỉa thì vẫn sướng hơn là không có mình quả. Lọc, mình vừa được nhiều vừa lọc được quả. Đẹp đúng đẹp. Làm chùm 5 quả giờ. Chùm 5 quả đẹp lắm, nhiều tiền. 5 quả thì nó bé. Bé không sợ bé đâu. Ừ. Chỗ to nó vẫn to. Bé nhưng mà kéo cân. Ừ, thật. Cây này nó sung, nó nở sau nhưng mà lớn luôn. Đây, nó còn bè trên này nữa này. Mấy cái bông hoa mà nó đậu kinh. Thì có đèn chán không? À, không. Nhìn tổng thể cây này mới khiếp. Dư nhiều. Dư quá này phải chọn. Chọn gì? Chọn ở đâu chỗ? Ở cái mức như cảnh này về sau mà nó treo ngược xuống thì nó tụm vào nó thành một ôm như thế này làm sao mà được. Đúng rồi. Sau lấm hết đi. Nếu cứ như này không chống là cái ngọn này là dốc hẳn xuống này. Chọc nhiều lắm. Mà cành này bây giờ nó phải 50 quả. Chọc cái cành này. Từ đây vào trong chân kia phải 50 quả. Đúng rồi. Cây này giờ đếm trên thân cây này trên 300. Thì nó dư nhiều. Cái đoạn này thì mình sẽ đi mất một đoạn đi. Phải tỉa sang lọc để chọn quả cho nó đẹp. Bưởi đỏ mình chọn độc loại to loại một. Bưởi đỏ tính cân không tính quả cho nên là bưởi đen độc cái khoảng thành này như thế này nó đã gần 100 quả rồi. Cái góc này đã 15 quả to rồi. Thì không thể nuôi được. Ừ. Kinh nhỉ, góc kia nhìn kìa. Đây. Cả cái cảnh ngoài này. Cây này dư nhiều. Ai mua bưởi non đi. Ai bưởi non nào. Dư quá, cây này dư. Nhưng được cái này nó phân bố đều. Ừ. Cái góc ngoài kia của nó mới kinh, góc ngoài bây giờ bằng cái tí cái này nó to đấy này, cái này nó khỏe, hả? Mấy này quả bằng cái tí này đã lủng lẳng hết cả rồi, cái đường lá dày này to đúng không? Đấy, như cái thân này ra là lại bốn quả này thì là vừa tầm, nó phân bố đều, còn nếu mà thêm nữa là vẫn được chỗ đi, lớn nhanh nhỉ? Đất trong này bọc